Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Cútip Madrid. Thì ở video ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho bạn một cái câu lạc bộ rất là đáng chú ý của giải V-League 2019, đó là câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định anh em nhé. Hay là với cái tên đó là Nam Định FC, cùng với những biệt danh đó là Dũng sĩ Thành Nam hay là đội bóng Thành Nam anh em nhé. Thì đội bóng Nam Định này thì vừa được lên chơi V-League giải 2018-2019. Thì đội bóng này thì không có một siêu sao nào cả, và sức mạnh của đội bóng này đến từ sức mạnh cả tập thể anh em nhé. Với bộ đôi tiền đạo rất là sắc nét, đó là Dos Santos cùng với đó là Pereira, Junior Pereira anh em ạ. Giờ hai tiền đạo người Brazil đang có phong độ kỳ tốt trong màu áo của câu lạc bộ Nam Định. Đội bóng Nam Định này thì có một nguồn đầu tư khá là lớn, nên là đội bóng này đã có những cái trận đấu rất là hay cùng với đá ngang anh em mình xem chạy được đi với câu lạc bộ Hà Nội không. Thì Nam Định thì đá theo lối đá đó là tập thể anh em ạ, vì đội này không có ngôi sao nên là cái sức mạnh tập thể phát huy ra thì anh em cũng có thể biết được như thế nào rồi. Bây giờ chúng ta kiểm điểm qua những cái gương mặt trong đội hình của câu lạc bộ Nam Định nhá anh em nhá. Nam Định thì được gọi là chú ngựa ô của mùa giải V-League năm nay. Đầu tiên đó là Mai Xuân Quyết này, hay là Lê Sĩ Minh, Nguyễn Đình Mạnh này, Trần Mạnh Hưng, Lâm Anh Quang này, Lê Văn Phú này là một cầu thủ Việt kiều anh em nhé. Thì cái mái tóc này nó không chuẩn đâu anh em ạ. Đây mình sẽ vào chỗ này. Đây chỗ này là nào mái tóc chuẩn nhất này anh em này. Đây Lê Văn Phú đây nha, thì mong sẽ màu đen như vậy. Lê Văn Phú là một cầu thủ Nhật Quốc tịch Việt Nam. Đấy. Đinh Văn Trường này, thủ thành đó là Đinh Xuân Việt. Còn đây là Đinh Quang Phan này, Đức Dũng, Đức Nam này, Văn Quy, Quốc Hưởng, Hạ Long này, Mạnh Cường, Như Tân, Hữu Đình, Đức Huy này, Hải Linh, Hoàng Đắc và Thanh Trường anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ ra mình đá thử một trận đấu đá online xem sao. Thì cái chế độ đá online này cũng là Division 1 anh em nhé, cũng như mọi đội trước là Division 1. Điểm lên lô đó là 1488 anh em ạ, khá là ok. Với cái điểm đi lô như thế này thì chúng ta sẽ gặp những cái đối thủ mà dự đá rất là hay luôn anh em ạ. Tuy nhiên sẽ gặp những đối thủ ở Division 1 và đá rất là hay luôn, nên là anh em nào muốn chơi thì anh em có thể tải về giúp mình. Đấy, bây giờ mình được ra bóng trước Sĩ Minh, Lâm Quang Anh, Xuân Quyết này, Út Sơn Tốt, không được rồi, tay của Văn Đài đã bắt chặt được một pha phối hợp của mình rồi. Mai Xuân Quyết, Út Sơn Tốt, đội bạn đã chơi xoạc rồi, chưa gì vào trận đã chơi xoạc rồi, đấy xoạc liên tục luôn. Đây là Mạnh Hùng, Junior, Dos Santos, một pha chọc khe khá là tốt cho Dos Santos luôn anh em ạ. Nhưng mà pha dứt điểm thì đã ôm gọn trong tay của De Gea. Thì đây là một cái đội hình của Việt Nam là tạo, nhưng mà các cầu thủ đều có cái chiều cao nó cũng khá là ok anh em ạ. Mình để chiều cao nó sẽ rất là ok. Thì anh em có thể đi chiến online và các đối thủ là các đội bóng có các cầu thủ nước ngoài thì anh em cũng không phải sợ gì nữa. Như vậy là mình đã bị dính một bàn thua đó, người ghi bàn đó là Cristiano, người ghi bàn đó là Ronaldo béo rồi anh em ạ. Có lúc mày nói với anh em là quên không tập trung trận đấu nên là mình đã dính một bàn thua rồi. Chiellini, còn pha về vị của Mạnh Hùng anh em ạ. David De Gea, thì anh em nào mà muốn mình làm mình thì cái link đội hình của V-League anh em ạ, thì mình sẽ để rất là nhiều ở dưới đấy, cả giải hạng nhất nữa, nên anh em hãy vào xem giúp mình. Ok, đội bạn chơi rất là hay luôn, các cầu thủ đó là các cầu thủ thật nên là nó sẽ có kỹ thuật khá là tốt, ép bóng khá là chuẩn luôn anh em ạ.
khi ở link bên dưới nhá, thì nó sẽ có rất nhiều link đội hình của V-League của mấy hạng nhất, thì anh em có thể vào xem giúp mình. Như bạn hỏi là có đội hình này không, có đội hình kia không, thì anh em phải bấm vào xem để anh em mới biết được chứ. Đấy, nên nhiều bạn thì không biết, thì một số bạn hỏi là lại bảo là anh ơi sau cái đội hình thống lĩnh Hà Tĩnh lại không có Martin Lò là ở Phố Hiến anh em, là em nhá, em anh chỉ nói thế thôi. Một số bạn không biết thì cứ nói rất là nhiều, nên là mình cũng nhiều lúc không muốn trả lời anh em ạ, nên thôi. Nhưng mà ở video này thì mình sẽ trả lời. Đấy, như vậy là mình bị thua 0-3 rồi, nói nhiều quá, thua 0-3 rồi. Thì bây giờ mình sẽ thoát ra, mình hướng dẫn anh em nhé. Thì đầu tiên anh em bấm vào phần download thì nó sẽ hiện ra một cái link như thế này. Đấy, thì đây là link các câu lạc bộ V-League cùng với link các câu lạc bộ giải hạng nhất. Ở dưới đây là V-League này anh em thấy không? Có các đội tuyển quốc gia VIP này. Đấy, rất là nhiều luôn. Còn đúng đó là Than Quảng Ninh này, Long An, Đà Nẵng và Khánh Hòa là chưa có đội chuẩn đấy anh em ạ. Còn các đội khác thì cũng có rất là có đội chuẩn rồi. Đội hình có quốc kỳ Việt Nam rồi. Và tiếp theo đó là giải hạng nhất quốc gia nhé anh em, ở có thể ở dưới này. Đây là các câu lạc bộ hàng của hạng nhất quốc gia. Em nhìn thấy không? Anh em nào muốn giải đội bóng hạng nhất thì anh em có thể lướt xuống bên dưới. Còn mình sẽ chỉ quan tâm đến đó là đội bóng Nam Định, đội bóng Thành Nam. Đây anh em bấm vào giúp mình. Bấm tiếp vào link này. Thì cái đội bóng Thành Nam này thì không phải là sân Bạch Đằng Đẫy hay là sân của Hoàng Anh Gia Lai, sân Pleiku của Hoàng Anh Gia Lai, mà sân của câu lạc bộ Nam Định mới là sân vận động mà có thể có những cái cổ động viên cuồng nhiệt nhất, cũng như là số lượng cổ động viên đến sân đông nhất của giải V-League năm nay anh em ạ. Với những cái kỷ lục đã được xác lập thì cổ động viên Nam Định là một cổ động viên cuồng nhiệt nhất ở giải V-League năm nay. Đấy. Thì đến bước này anh em bấm get link giúp mình này. Như vậy là mình đã có một cái link tải như vậy rồi, thì anh em hãy bấm một phần download để có thể tải về nhá. Thì bây giờ anh em hãy thoát ra và anh em vào cửa hàng Play và anh em tải giúp mình Apsa TV. Đấy, anh em bấm mở giúp mình. Lúc này anh em thử xuống phần cho mình xuống phần download nhé. Và anh em chọn phần dược Nam Hà Nam Định chuẩn nhất lượt về đây. Bấm xem giúp mình này. Tiếp theo giữ chọn này, sao chép này, chọn phần bộ nhớ thiết bị này, Android, data và cũng là dán vào. Như vậy là anh em đã có một đội hình giải Nam Định, giải V-League cho mình có thể chơi thoải mái rồi. Bây giờ anh thử vào đây, đó là chiến online bình thường thôi. Anh em nào mà muốn có nhiều đội hình V-League chuẩn thì anh em có thể donate giúp mình nhé. Mình sẽ để link tài khoản ngân hàng cũng như là số tài khoản ngân hàng để anh em có thể ủng hộ mình, để động bằng những cái tiền mặt để có thể giúp mình nhé. Đấy, thì video mình cũng xin kết thúc tại đây. Anh em thấy video của mình hay thì hãy like, chia sẻ, đăng ký giúp mình. Và bây giờ video xin kết thúc. Bye bye anh em. Bye bye.